Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Vân đang có mặt tại triển lãm Việt Build 2022. Trong không khí rất là nhộn nhịp như thế này thì Vân muốn giới thiệu tới mọi người một gian hàng đang được rất nhiều quan khách ghé tới. Đó chính là gian hàng của công ty gỗ nhựa Việt Ý. Mọi người hãy đi tìm hiểu với Vân nhé. Và đây chính là gian hàng của công ty cổ phần gỗ nhựa Việt Ý. Tham gia triển lãm Việt Build 2022, công ty cổ phần gỗ nhựa Việt Ý muốn đem tới cho quý khách tham quan khách chiêm ngưỡng, trải nghiệm tất cả những sản phẩm ưu việt nhất, thông dụng nhất và đang phổ cập không chỉ lãnh thổ Việt Nam mà vươn tầm ra cả thế giới. Năm 2018, công ty cổ phần gỗ nhựa Việt Ý cho ra đời thương hiệu V-Wood mới với những nâng cấp về vật liệu và công nghệ được cải tiến, đồng thời phát triển nhiều mẫu mã với thiết kế hoàn toàn mới lạ, từ màu sắc trẻ trung bắt mắt đến những quy cách hiện đại, sang trọng. Các sản phẩm của V-Wood được cung cấp trực tiếp từ nhà máy, giá cả ưu đãi, sản phẩm đảm bảo luôn mới nhất trên thị trường, chất lượng tốt và độ bền trên 30 năm. Tiêu biểu hai dòng sản phẩm chính của V-Wood chính là vật liệu cốt gỗ và vật liệu bề mặt laminate. Đến với Việt Build năm 2022, công ty cổ phần gỗ nhựa Việt Ý của chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt, giá cả ưu đãi, đặc biệt hướng đến mục đích vì an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Chúng tôi, công ty cổ phần gỗ nhựa Việt Ý, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến nâng cấp hệ thống dây chuyền sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện với môi trường, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Mình đã sử dụng sản phẩm này cho cái ngôi nhà của mình. Đấy thì mình thấy sản phẩm rất là tốt, nó an toàn với cả trẻ nhỏ, an toàn với cả người già và thực tiễn mình người sử dụng cảm thấy nó rất là tốt đấy. Thì mình cũng là một cái nhà phân phối các sản phẩm trang trí nội ngoại thất. Thì mình bắt đầu tìm hiểu về công ty, tìm hiểu về dây chuyền sản xuất của nhà máy. Có ấn tượng đấy, nhiều phong cách, bản thân anh cũng đang làm đại lý phân phối. Nhìn về bề ngoài thì cũng rất đẹp, trang nhã. Thì mình thấy cái đội ngũ lãnh đạo công ty rất là tốt. Hai là dây chuyền sản xuất cũng là hiện đại và mới, cùng với cả là các sản phẩm đều được chứng nhận ấy, đầy đủ COCQ và các cái quay test chất lượng. Thì mình quyết định là mình làm nhà phân phối của nhà máy. Đến với gian hàng Việt Ý thì tôi đã tìm được sản phẩm như ý của mình. Nhà tôi có con nhỏ nên là tôi đang tìm cái sản phẩm thân thiện với môi trường và an toàn với trẻ nhỏ. Và đến với gian hàng này thì tôi đã tìm được cái sản phẩm như ý của mình. Tôi cảm ơn Việt Ý. Vừa rồi thì mình đã có trải nghiệm những không gian tại triển lãm Việt Build 2022 và đặc biệt là trải nghiệm những dịch vụ cũng như những sản phẩm tiêu biểu của công ty cổ phần gỗ nhựa Việt Ý. Mình thực sự có ấn tượng cực kỳ tốt với những sản phẩm của thương hiệu V-Wood. Và nếu như mọi người muốn theo dõi những video tiếp theo thì đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.